các bạn, mình là Thủy Linh. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với channel của mình, vậy thì đừng quên ghé vào kênh để xem thêm các video khác nhé. Video này là tập thứ 8 của bộ phim Nguyên Long. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Tiếp tục nội dung của bộ phim Nguyên Long. Trong phần trước, Vương Thắng bị thích khách ám sát. May mắn thành chủ kịp thời xuất thủ. Đúng lúc ra lệnh xử phạt đới ra thì đới Vô Kỵ bước vào. Trên tay lăm lăm bình rượu, dáng vẻ bình thản giống như không có chuyện gì cả. Vương Thắng cũng cảm thấy thắc mắc, thảo nào kẻ này chỉ có thực lực tứ trong cảnh. Hạ gia Hạ Cổ trưởng lão đứng lên chứng minh thân phận của hắn chính là đới Vô Kỵ. Vì tên giả mạo ban nãy mặc áo choàng che kín mặt mũi nên nàng ta cũng không nhận ra. Hơn nữa mọi người đều là cầm lệnh bài tới đây, không nghiệm chứng thân phận đã đưa người vào bên trong. Đới Vô Kỵ tiếp tục giải thích, hôm qua doán say rượu nên bất cần ném mất lệnh bài. Nói rồi hắn phủ nhận tên thích khách kia tuyệt đối không phải là người của đới gia. Thành chủ nghe xong những lời này cũng suy nghĩ một hồi, nhưng cuối cùng vẫn là để cho mọi chuyện qua đi. Đấu giá hội tiếp tục, đời Vô Kỵ vừa nghe xong vật phẩm cần trao đổi liền đi tới gần Vương Thắng. Hắn đề nghị nếu như Vương Thắng có thể uống một ngụm rượu này, hắn sẽ đưa đồ vật cho anh. Suy nghĩ một hồi, Vương Thắng cũng đồng ý. Uống xong một hơi dài, thân thể anh trao đảo. Rượu này thật mạnh và hóa ra nội tâm hòa tùy lệ được Triệu Vô Kỵ dùng để ngâm trong bình rượu. Đồ vật tới tay, giao dịch cũng hoàn thành, chỉ là đới Vô Kỵ lại làm ra hành động khiến mọi người kinh ngạc. Hắn lại mở xem bí mật ngay tại đây, thấy vậy những người khác cũng đồng loạt mở ra. Vương Thắng giải thích, gia chủ Tống gia nhiều năm trước vì nguyên nhân nào đó mà dẫn đầu cao thủ trong tộc tiến vào Thiên Tuyệt Địa. Tống Hồng Đức trước khi đi để lại cho con gái 100 con cá chép nhất tinh bình thường, nhưng đám cá chép này lại có thể cắn nuốt lẫn nhau để tiến hóa. Cuối cùng hóa thành cửu tinh thôn vệ cồn, mà con cửu tinh thôn vệ cồn này có thể từ nhất tinh thăng lên cửu tinh cũng chính là chứng minh nguyên hồn có thể thăng cấp. Vương Thắng vô tình bị một con cá chép dung nhập vào cơ thể cho nên cũng không ngừng thăng cấp nguyên hồn. Về phần cửu tinh thôn vệ cồn lúc vừa tiến hóa đã bị đới gia cướp đi, nghe vậy đới Vô Kỵ cũng không khách khí, vật là đới gia lấy đi, thích thì tới cướp. Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất là cửu tinh nguyên hồn trước đó đã từng nếm qua máu. Gia chủ Lâm gia 300 năm trước đã bị ngũ đại gia tộc liên thủ vây công. Máu của Lâm Tú chính là mối chốt. Lâm Tú là người duy nhất có nguyên hồn Phượng Hoàng. Phượng Hoàng này tuy là thần điểu có 102, nhưng lúc đầu cũng chỉ là nguyên hồn cấp thấp giống như cái chép. Bởi vì nguyên hồn Phượng Hoàng là do chim sẻ biến thành. Cho nên mấy chục năm trước, các đại gia tộc cứ một thời gian lại đặt mua một lượng lớn nguyên hồn chim sẻ. Hơn nữa món đồ mà các đại gia tộc mấy trăm năm trước muốn tranh đoạt không phải địa bàn của Lâm gia mà là máu của Lâm Tú. Uống máu có thể thăng cấp, cho nên yêu thú trong Thiên Tuyệt Địa mới lợi hại như vậy. Hồ nước trong cấm địa Tống gia có giống một giọt máu của Lâm Tú nên mới khiến cho cái chép cắn nuốt lẫn nhau rồi tiến hóa thành cửu tinh thôn phệ cồn. Tới đây mọi chuyện đã rõ, mười mấy năm trước, tộc trưởng Tống gia mang theo cao thủ tiến vào Thiên Tuyệt Địa chính là vì đi tới trung tâm Thiên Tuyệt Địa tìm kiếm máu của Lâm Tú còn sót lại. Có thể nói rằng, mối chốt của bí mật thăng cấp chính là nằm ở Thiên Tuyệt Địa. Nói tới đây, Vương Thắng tiếp tục đem ra món đấu giá cuối cùng là một tấm bản đồ chi tiết về Thiên Tuyệt Địa để đổi lấy một viên tạo hóa đan. Truyền thuyết nói rằng tạo hóa đan chứa lượng lớn thiên địa linh khí, ăn vào có thể làm tu vi tăng mạnh. Vương Thắng cần loại đan dược này hiển nhiên là muốn thăng cấp. Chỉ là bí mật về tạo hóa đan cũng chỉ trong sổ sách mà thôi. Ngay cả trưởng lão Tống gia cũng chỉ biết rằng viên cuối cùng xuất hiện đã là 100 năm trước. Tuy nhiên, đới Vô Kỵ lại tỏ vẻ khinh thường. Chỉ là tạo hóa đan thôi mà, hắn có thể ngay lập tức chế tạo. Trước đó, hắn đã từng ăn một viên khiến cho thực lực đang từ thất trọng cảnh trực tiếp thăng lên bát trọng cảnh. Vật liệu luyện chế đúng là không dễ tìm, nhưng mà hôm nay tại nơi này đã có sẵn vật liệu. Nói rồi, hắn liếc mắt lên vị trí những người khác. Thực lực của những người này cao nhất cũng chỉ có thất trọng cảnh đỉnh phong, và hiển nhiên đới Vô Kỵ đang muốn dùng người khác của các đại gia tộc ở đây để luyện đàn. Đới Vô Kỵ cười lớn, mỗi chân dầm mạnh xuống đất tạo ra cấm chế nhốt mấy nhà còn lại. Vị trí mà bọn họ đang đứng là ngoại thành. Tuy không thể giết người, nhưng đánh nhau thì vẫn có thể. Đới Vô Kỵ chủ động chọn 3 người có tu vi cao nhất, đó là Đường Nghị, Hạ Cổ và Sử Ngân Thương để động thủ. Lần lượt từng người một lao lên, đới Vô Kỵ mặc dù lấy một địch ba, trên tay lại không tấc sắt. Vậy nhưng hắn vẫn thản nhiên chiếm được thế thượng phòng. Thậm chí chỉ cần tung ra một chiều đã có thể dễ dàng bón hành cho cả 3 người ngập mồm. Rất nhanh, 3 người cũng bị khống chế lơ lửng trên không trung. Sau tất cả những chuyện vừa rồi, thành chủ vẫn ngồi yên một chỗ quan sát. Có vẻ như hắn cũng không muốn đụng vào vũng nước đục này. Điều quan trọng hơn có lẽ là hắn cũng tò mò về việc làm sao để luyện chế tạo hóa đàn. Sau khi khống chế cứng cả 3 người, đối Vô Kỵ lần nữa động thủ. Lần này không phải đánh nhau nữa mà là bàn tay trực tiếp hút lấy đấu khí của bọn họ. Thì ra đây chính là cách luyện chế.
những người bị hút lấy đấu khí không chết được, chỉ là thực lực bị rớt xuống chỉ còn nhị trọng cảnh, tam trọng cảnh. Xong chuyện, Đới Vô Kỵ trực tiếp ném đan dược về phía Vương Thắng. Trong lúc Vương Thắng còn đang quan sát thì hắn đã đi tới bên cạnh lấy đi tấm bản đồ. Tốc độ của hắn quá nhanh khiến anh không kịp phản ứng. Đới Vô Kỵ cầm bản đồ nhìn qua một lúc rồi trực tiếp xé tan thành nhiều mảnh. Điều này khiến Vương Thắng ngạc nhiên, không ngờ hắn lại chọn cách hủy đi bản đồ. Đúng lúc còn đang ngạc nhiên thì tên kia lại khiến Vương Thắng được một phen bất ngờ. Trên tay hắn chính là viên đạn gây mê mà trước đó anh đã tặng cho Tường Vi. Không suy nghĩ thêm, Vương Thắng lập tức lao lên tấn công. Tay phải lấy ra khẩu súng bắn liên tục vào người Đới Vô Kỵ nhưng bất thành. Thấy súng không có tác dụng nên Vương Thắng liền rút dao ra định đâm chết đối phương. Kết quả là vẫn không có bất cứ tác dụng gì, thậm chí còn bị đối phương khống chế tại một chỗ. Thấy vậy, trưởng lão Tống gia lập tức lao lên giải vây. Hắn định đưa Vương Thắng quay lại nội thành, chỉ là Đới Vô Kỵ lại không muốn điều này. Rất nhanh, gái trưởng lão Đới gia cũng bị đập cho ra bã. Vì không thể giết người nên hắn chỉ đập cho Vương Thắng một trận rồi rời đi. Vương Thắng từ từ ngất lịm đi, khi tỉnh dậy đã thấy mình ở một nơi khác. Nơi đây chính là mật thất của Bảo Khánh Du Đường. Từ lúc bất tỉnh tới giờ đã là một ngày. Suốt khoảng thời gian đó, Tống Yên vẫn một mực ở lại chăm sóc. Vừa tỉnh lại, Vương Thắng đã muốn đi cứu Tường Vi. Thấy vậy, Tống Yên lập tức ngăn lại. Ngay cả Tường Vi ở đâu còn không biết thì cứu như thế nào. Trước đó, Lữ Ôn Hầu đã phái thuộc hạ tìm khắp thành. Nếu có tin tức, chắc chắn sẽ tới bẩm báo. Vừa dứt lời, thì Lữ Ôn Hầu đã xuất hiện. Hắn tới để trấn an Vương Thắng. Hiệu quả của nội tâm hòa tủy trên người anh vẫn còn, cho nên hắn hy vọng anh cố gắng giữ tỉnh táo. Tới đây anh mới nhận ra, hôm đó Đới Vô Kỵ cố tình cho mình uống rượu có nội tâm hòa tủy, khiến bản thân dễ kích động mà mắc mưu của hắn. Vốn là kế hoạch đang tiến triển tốt, không ngờ lại bị một mình Đới Vô Kỵ đảo loạn. Ban đầu anh vẫn nghĩ rằng, mặc kệ là ai lấy được bản đồ thì những nhà khác sẽ không tìm tới mình gây chuyện nữa, mà là tới tìm người có bản đồ gây phiền phức. Vậy nhưng hiện tại bản đồ không còn, anh chính là hy vọng duy nhất để bọn họ tiến vào thiên tuyệt địa. Hơn nữa, trưởng lão các nhà lại không đánh lại Đới Vô Kỵ. Một khi thương thế khỏi hẳn, chắc chắn sẽ tìm tới anh gây chuyện. Ở nơi khác, tên trưởng lão Tống gia cũng về phòng nghỉ ngơi. Sau khi đám thị vệ vừa rời đi thì hắn cũng lảo đảo và ngã xuống. Xem ra là bị thương không hề nhẹ chút nào. Tấm mặt nạ cũng bị rời ra. Nhìn vào khuôn mặt này cộng với tù vì lục trọng cảnh, rất có thể đây chính là Tống Nhiệm. Tập phim tới đây là kết thúc rồi. Và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Nhận xét của các bạn về bộ phim này như thế nào? Hãy để lại comment bên dưới để cùng nhau thảo luận nhé! Đừng quên ấn đăng ký kênh để đón xem các video tiếp theo. Và nếu như các bạn thấy video bổ ích, hãy để lại cho chúng mình xin một like nhé! Rất cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!